là mút sao? Là theo truyền thuyết lại thì đền Thánh Nguyễn là có từ thời nhà mà Lý, tức là trước cái thời nhà Lý thì là ngài Nguyễn Minh Không là xây dựng cái chùa, tên gọi là xây dựng cái chùa là chùa Phúc Cảnh Tự, là tại sân đền mà nay là cái nhà Vọng Lâu, nhà Vọng Lâu đấy, đấy là cái chùa, cái chùa Phúc Cảnh Tự là do ngài Nguyễn Minh Không là xây dựng trước, xong bắt đầu xây sau mới ra xây dựng cái chùa Cổ Lễ, rồi là chùa Cung, chùa Keo ngoài Thái Bình là chùa xây dựng sau. Sau khi đến ngày 12 tháng 6 thì là năm 2141 thì ngày hóa, thì là bắt đầu như vậy là dân Gia Thắng với Gia Tiến bắt đầu cái xây dựng cái đền Đức Thanh Nguyễn là ngay trên chùa của Phúc Cảnh Tự, mà chính ngài đã xây dựng cái chùa Phúc Cảnh Tự này, thì là đây là chính là nơi thờ ngài Nguyễn Minh Không là ở tại nơi mà ngài xây dựng ra cái chùa này, mà quê của ngài là sinh ra là ở phường Bèo, xã làng Điểm Giang, xã huyện Đa Viễn, tỉnh Ninh Bình, là nơi sinh và nơi hóa của ngài, tức là tại chùa Keo ngoài Thái Bình. Hai khu rồi thì có đào bới thôi, còn tất cả đây là đều cổ. Đây, những cái cây này là từ cổ ngày xưa, nhưng mà năm 1937 là bắt đầu cái đặt tung lại.